Vâng, xin chào tất cả mọi người đang xem. Đầu tiên Dũng xin gửi lời chúc đến tất cả anh em và mọi người một ngày mới như là vui và chia sẻ cùng với tất cả anh em và mọi người. Ngày hôm nay Dũng đã có mặt tại trường Chim 98 Bố Hạ Bắc Giang, được tất cả những người anh em trong trường Chim đứng ra tổ chức một giải đấu dành cho tất cả những người anh em nghệ nhân quanh khu vực Bố Hạ Bắc Giang cũng như một số các cái vùng lân cận, các cái tỉnh giáp danh để về tham gia trận đấu ngày hôm nay. Thì Dũng cũng rất là vui mừng và nhận được lời mời của người anh em trong trường Chim Bố Hạ là về để tham gia trận đấu ngày hôm nay. Thì chia sẻ với tất cả mọi người qua cái video này, Dũng cảm ơn anh em đã dành cho Dũng hai vé mời đấy. Dũng cũng không biết nói gì hơn, cảm ơn tất cả mọi người đấy. Còn Dũng mang Chim đi tham gia thì là để cho nó vui, cái thứ nhất gắn kết cái tình anh em, cái thứ hai là để thúc đẩy cái phong trào đam mê cho anh em nó được vui đấy. Và Dũng cũng cảm thấy rất là tuyệt vời ở cái điều là tiếp đón anh em nghệ nhân từ buổi tối ngày hôm trước của anh em trong trường Chim 98, cũng như là một người anh là anh Toàn Bao La đấy cùng đồng hành và đứng ra tổ chức một giải đấu dành cho tất cả những người anh em. Thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Và trận đấu ngày hôm nay thì chia sẻ với tất cả anh em và mọi người là được 76 chú chim và vé đóng đầu lồng là 1 triệu đồng trên một đầu lồng. Và cái cơ cấu của giải thưởng ngày hôm nay là 1 chiếc xe Way, và giải nhì là 1 chiếc xe đạp điện, và 2 giải 3, mỗi giải 1 chiếc xe địa hình cộng với cúp cờ của ban tổ chức. Và qua cái sự chia sẻ của anh Toàn Bao La đồng hành cùng mẹ trường Chim là ngày hôm nay chú chim nào thi đấu hay, đấu đẹp, đấu tốt, được giải phong cách thì sẽ được tặng một cái lồng rất là đẹp của một nghệ nhân làm để tặng cho trường Chim đấy. Và chia sẻ với tất cả mọi người là sau khi mà tất cả những người anh em đã về tham gia bốc số báo danh của mình cũng như là treo những chú chim lên dàn để tham gia thi đấu, thì Dũng thấy là anh em cũng rất là nghiêm túc và cái văn hóa thi chim cũng rất là tuyệt vời. Đặc biệt là bên ban tổ chức bố trí tất cả những ghế ngồi rồi những cái khuôn viên rất là đẹp đấy. Và trường Chim 98 thì Dũng cũng chia sẻ với anh em là Dũng cũng đi cũng khá là nhiều những cái giải đấu cũng như một số những trường chim rồi. Thế nhưng mà qua cái quy mô mà anh em tổ chức đấy, và quy mô là dàn dựng nên một cái giải đấu ngày hôm nay phải nói là rất là đẹp, một cái view rất là ok đấy. Và Dũng cũng xin chia sẻ với tất cả mọi người là thay mặt cho bên ban tổ chức là trường Chim 98 gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người anh em trong hội giám khảo Chào Màu Miền Bắc đã về dẫn dắt trận đấu ngày hôm nay, trong đó có anh Dũng Dâu điều hành và 4 anh em chấm chim cho trận đấu ngày hôm nay để đạt được cái sự thành công đấy. Một đấu trường, một giải đấu mà đạt được thành công hay không, tốt đẹp hay không thì cũng phải nhờ đến anh em trong hội giám khảo dẫn dắt trận đấu rất là nhiều. Và cảm ơn tất cả những người anh em nghệ nhân đã không quản ngại đường xá xa xôi để về tham gia trận đấu ngày hôm nay, cũng như là gắn kết cái niềm đam mê của mình để chia sẻ nên những niềm vui trong cuộc sống cũng như trong cái thú chơi chim của anh em chúng ta. Và Dũng xin mời tất cả anh em hãy xem những chú chim có những phách đấu hay, đấu đẹp, và chú chim nào sẽ là chú chim đạt giải quán quân ngày hôm nay cũng như là giải nhất, nhì và đồng giải ba trận đấu ngày hôm nay. Và trong đó có 20 giải có top 10 và top 20 mọi người nhé. Và Dũng xin mời tất cả mọi người cùng xem video của mình xem là chú chim nào sẽ là đạt giải quán quân ngày hôm nay. Xin mời tất cả mọi người. Chúng tôi chốt hạ chú chim 03 152 075 169. Chú chim 02 có tốt nghiệp cái này là tiền đề rất cao và rất được chú chim vào vòng trong. Xin chúc mừng 20 chú chim đạt giải tốt hạ điều thi ngày nay. Vâng, và Dũng xin gửi lời chúc mừng đến tất cả những người anh em đã đạt được giải top 20 ngày hôm nay. Và chia sẻ cùng với tất cả mọi người là đấu trường ngày hôm nay là có top 20 mọi người nhá. Thế còn tiếp theo là 10 chú chim nào là vào giải top 10 cũng như chú chim nào đạt giải quán quân ngày nay, xin mời mọi người cố gắng bỏ thêm ít chút thời gian để xem hết cái video này mọi người nhá. Và thấy hay thì hãy lan tỏa cho mọi người cùng xem cùng biết cũng như là ủng hộ Dũng một like, một tim để lại những lời bình luận đóng góp ý kiến đấy. Và rất mong anh em sẽ đăng ký kênh ủng hộ giúp Dũng mọi người nhá, để Dũng có thêm động lực phát triển thêm về cái nền thi chim Chào Màu cũng như là cái sân chơi của anh em chúng ta làm sao một cách tốt nhất.
mọi người nhé. À, vâng, và Dũng xin đọc số báo danh thứ tự từ bên phải sang bên trái cho anh em chúng ta xem live được rõ nhé. Bắt đầu từ bên phải sang 191, tiếp theo 181, giữa dàn 145 và 032 và cuối cùng 155. Bên kia màn hình của chúng ta 167, tiếp theo 157, 013 và số báo danh 055 và cuối cùng 071. Quýt quýu à, 155. Vâng, và vòng thi đấu đầu tiên của top 10 còn 1 phút và chú chim nào là chú chim phải dừng cuộc chơi. Còn 181, còn 191, còn 032 hiểu phát được chưa? À, và vào những vòng thi đấu này thì áp dụng theo tiêu chí của hội giám khảo Chào Mào Miền Bắc thì Dũng thấy là anh em sẽ đánh giá cả về nước đấu lẫn mỏ đấu của chú chim. Đấy, trong miền Nam thì anh em gọi là bọng đấu ấy ạ. Đấy, chú chim đấu nhưng không có bọng đấu là vẫn cứ phải dừng cuộc chơi. Thế còn xét về mỏ đấu đều nhau thì con chim nào chậm là phải dừng anh em nhé. Đây là Dũng chia sẻ cho một số những người anh em mới chơi. Ba con luôn đấy. 092 còn không. 092 không còn trên đàn. Không 32 phải dừng cuộc chơi. 181 phải dừng cuộc chơi. 191 phải dừng cuộc chơi. Bên kia của chúng ta là chú chim 013 phải dừng cuộc chơi. Xin chúc mừng 4 chủ chim đã có chim vào nhận giải thưởng top 10 ngày hôm nay. Và vòng thi đấu này rất là nhạy cảm để chọn ra 4 chim vào top 10 giải đấu ngày hôm nay. Anh em đi lại ít, ông nó rung cái này. Lượt tiếp theo top 10, trưởng giám khảo Hà Nội, hai chú chim thi đấu kém nhất. Chọn cho tôi 4 chú chim xuất sắc vào trận chung kết ngày hôm nay. Thời gian thi đấu xin được bắt đầu. Vâng, và vòng thi đấu chọn vòng chung kết bắt đầu. Chú chim mang số báo danh nơ 1 nhịp, 167 nơ 2 nhịp đấu. Vâng, và chú chim 155 cũng đang tham gia thi đấu khá là tốt. Và đến thời điểm này thì là chú chim 145 giữa đàn của chúng ta cũng đang đánh rất tốt. Vâng, và Dũng thấy chú chim 145 cũng đang tìm chim rất tốt ở giữa dàn. Đây là một lợi thế anh em nhé, một lợi thế rất tốt. Còn tất nhiên là vào cái vòng này thì những chú chim ở biên này phải chịu thiệt thòi. Đó là hên xui trong thi đấu anh em nhé.
hên xui trong thi đấu, thế nhưng mà một chú chim hay thì chú vẫn găm vào trong ở trận đấu. 155 là có nơ rồi ạ, nơ hai nhịp rồi. 167 cũng có rũ mình một nhịp. Vâng, và vào chung kết bắt đầu. Hiện tại bây giờ chưa có chú chim nào cất được mỏ đấu, mà đấy là chỉ là mở mỏ thôi chứ chưa phải là ra giọng đấu. Chưa có một chú chim nào ra mỏ đấu. Con nào là câu cánh mày? Ồ, rất đen cho chú chim 45. Vâng, xin chúc mừng chủ chim 145 đã đạt được giải 3 là điều chắc chắn rồi ạ. Chắc chắn rồi ạ. 145 có cắn vào phao câu trong quá trình tìm đấu chim. Dũng thấy phách đánh của chú chim 055 đang rất là đẹp, kể cả về hình bộ chuẩn luôn. Ba mươi chưa về Tết đâu, anh em cứ bình tĩnh nhá. 30 chưa về Tết đâu, cứ bình tĩnh. Vâng, và Dũng thấy 055 vẫn đang dẫn đầu rồi ạ. Vâng, và đẹp nhất và tìm chim đánh hay nhất vẫn là 055. Còn mỏ đấu thì Dũng thấy có chim 055 là có một mỏ thôi. À, 071 tiếp tục có một nhịp bong. Tiếp tục một nhịp bong tiếp. Và Dũng đang đánh giá cao hai chú chim bên này. Tranh ngôi vị nhất nhì. Ché đi. 055 yêu cái nết từ hôm thi Phượng Sơn vé một củ. Ok bạn, chú chim rất hay. Và cái nết của chú chim cũng rất là đẹp. Vâng, và chú chim 055 nhất trận đấu ngày hôm nay, 057 nhì, và hai chú chim còn lại là đồng giải 3 mọi người nhé. Và sau một khoảng thời gian rất là gay cấn, chúng ta đã chứng kiến các chú chim thi đấu một cách rất là hồi hộp, thì chúng ta đã lựa chọn ra được những chú chim hay nhất để tham gia vào chương trình trao giải ngày hôm nay. Và sau đây thì xin được trân trọng kính mời tất cả các anh em, chúng ta sẽ cùng hướng chọn tầm nhìn lên sân khấu để chúng ta cùng đến với chương trình trao giải những chú chim hay nhất tại chương trình hội thi chim chào mào đấu hót ngày hôm nay ạ. Và trước khi chúng ta đến với chương trình trao giải này thì xin mời tất cả các anh em, chúng ta có thể dành cho những chú chim hay nhất ngày hôm nay một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì đã đến lúc chúng ta sẽ cùng vinh danh những chú chim hay nhất tại hội thi chim chào mào đấu hót. Và đầu tiên thì xin được trân trọng kính mời top 20 ạ. Và đề nghị tất cả anh em chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ạ. Những chú chim có mã số sau ạ: 032, 013, 181, 191, 155, 167. Xin mời tất cả những chú chim có mã số trên chúng ta sẽ cùng lên sân khấu ạ để nhận giải. Và sau phần trao giải của top 20 và top 10, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình trao giải cho những chú chim hay nhất trong hội thi chim chào mào đấu hót. Sau đây sẽ là chương trình trao giải 3, và chúng ta sẽ có hai giải 3 thưa quý vị. Đó là giải 3 của chúng ta đã thuộc về
chim nào ạ? À? Những chú chim nào ạ? À? Xin được chúc mừng những chú chim mang mã số 145 và 071 đề nghị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Vâng ạ, và xin mời. Vâng ạ, xin mời hai chú chim có giải ba lên sân khấu ạ. Xin được chúc mừng chủ chim 055, xin mời. Vâng ạ, chủ chim 055 đã đạt giải nhất của hội thi chim tràng pháo đó. Bây giờ thì chúng em xin mời tất cả các anh chúng ta sẽ cùng di chuyển về phía bục nhận giải ngày hôm nay. Vâng ạ, giải nhì sẽ nhận được một phần thưởng, đó chính là một chiếc xe đạp điện trị giá 7.500.000 đồng. Vỗ tay. Vâng, và hai giải ba, tổng giải ba đó chính là hai chủ chim đã nhận được mỗi chủ chim là một chiếc xe địa hình trị giá 4 triệu, tổng giá trị là 8 triệu đồng. Vỗ tay ạ. Vâng ạ, trên sân khấu lúc này đó chính là anh Toàn đang trao thưởng. Em chúng ta một lần nữa dành những tràng pháo tay. Wow, tuyệt vời ạ. Quá tuyệt vời, chúc mừng các anh. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn các anh. Và lời cuối cùng con xin cảm ơn tất cả anh em nghệ nhân đã góp phần để tổ chức một giải ngày 23 tháng 4 để thành công rực rỡ. Tôi xin một tất cả anh em nghệ nhân đứng đây nào, mình cùng nhau xô một ly rượu để tạo một sân chơi mới. 1, 2, 3 Vâng ạ, xin mời. Quá là tuyệt vời, đây một kỷ niệm rất là ok.